chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục trải nghiệm game mới của GameHub.vn. Và ngày hôm nay trên tay mình đây đang là tựa game mới ra mắt của nhà phát hành Funtap. Một cái tên rất là thu hút ngay từ trước khi mà mới chỉ tung ra cái trailer và một vài thông tin thôi. Tựa game Pocket Đại Chiến. Và các bạn có thể nhìn thấy xem đây là màn hình giao diện chính ở trong game này. Đây là một tựa game màn hình dọc. Tựa game Pocket Đại Chiến này thì là một game nhập vai RPG xen lẫn với yếu tố chiến thuật và cơ chế thu thập thẻ bài, được phát hành trên cả iOS và Android. Người chơi ở trong game này thì sẽ có thể hóa thân vào cậu bé Satoshi, là cái cậu bé mà ngày xưa điều khiển mấy cái con Pokemon, điều khiển chủ nhân của con Pikachu ấy, hoặc là chọn cái cô bạn gái, nhưng mà cô bạn gái mình quên xứ mất tên là gì rồi. Đây khi mà các bạn vào màn hình chính trong game thì sẽ nhìn này nhá. Nhiệm vụ ở trong game này thì các bạn sẽ đi thu thập thẻ bài Pokemon và sử dụng chúng ở trong quá trình chiến đấu. Đấy, đây là mình vừa ấn vào pet ở giữa có cái quả cầu Pokemon ấy. Đây là những cái con pet của mình mới thu thập được này. Pikachu mới vào bắt đầu là mình được chọn là cho rồi nhá. Sau đấy thì có cái con Bulbasa gì đấy, quên mất tên rồi. Ở trong cái tựa game này, nếu mà các bạn biến hóa hết trừ cái để mình, các bạn tiến hóa nó ấy, thì sẽ làm cho con pet của mình vừa thay đổi về hình dáng, vừa thay đổi về cả nội dung, cái cách mà nó đánh nhau hay là cái cách mà nó ra đòn nữa. Rất hay, rất xinh. Quan trọng nhất là nó giống y hệt với ngày xưa mà bọn mình hay tưởng tượng xem phim Pokemon trên VTV3 ấy, nên mình thích nhất. Mấy cái con của mình có mỗi cái con Bulbasa này là xinh thôi, còn mấy con với cả Pikachu là xinh thôi, hai con kia sống rồi. Đấy, mấy con này thì mình cũng chả hiểu là tại sao nó lại có nữa. Đây là ấn trang chủ. Cấp sao thì cấp 27 mới được mở nhá. Bói thì đang bảo trì không biết. Nuôi thì cấp 24 mới mở, bây giờ mình mới ở cấp 19. Viện nghiên cứu. Cái này để tách cái con Pokemon của mình ra, bây giờ mình hết con Pokemon để tách rồi. Tách con Pokemon của mình ra thành mấy con khác. Tách con Pokemon của mình ra thành vàng hay là thành tiền gì đấy. Đây là trận này. Trận thì là Pokemon. Trang bị mình cũng hết cái để trang bị rồi. Nhưng mà ở trong này thì nó sẽ đưa rõ ra xem là Pokemon của mình những cái thông số của nó như thế nào. Pokemon có cả vật phẩm nữa, quyền đao này, áo giáp này, xong rồi giáp lôi thần nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phụ bản để đánh thử cho các bạn xem. Ở phụ bản này là nơi mà các bạn làm cho Pokemon nâng cấp một cách nhanh nhất. Đấy, và bắt đầu khai chiến. Trong quá trình khai chiến thì mình có thể thấy là với một cái đồ họa 2D đơn giản, tương đối là nhẹ nhàng, không mồ mè quá, nhưng mà màn hình vẫn khá chân tươi sáng bắt mắt, thì cũng thấy sinh động và đẹp mắt. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn thấy là mình chẳng chơi gì đâu, mình auto ấy. Tựa game này hơi bị phụ thuộc auto nhiều quá, làm cho người chơi chẳng chủ động gì cả. Chỉ được cái là mình sẽ chọn xem là trận của mình có bao nhiêu Pokemon, có bao nhiêu con pet mà mình có thôi. Thực ra mình có bao nhiêu con pet thì mình cho nó ra trận hết rồi. Đánh đi. Đánh đi. Thích nhất mỗi cái đấy là nó y hệt ngày xưa, y hệt cái lúc mà chơi hồi cấp 3, cấp 2, cấp 3 xem Pokemon. Có cả đội Rocket này, xong rồi bọn nó cứ nói mấy câu liên thai liên thiên, có Pikachu nữa. Chứ còn mình không đánh giá cao cái phần quá tự động của tựa game này. Yeah, mình sắp lên level 20 rồi. Lên level 20 mở được nhiều cái lắm. À đây này, Jesse của đội Rocket, James nữa. Con mèo ngớ ngẩn. Tốc độ của một cái trận chiến này tương đối là nhanh đúng không? Cảm giác làm cho mình cảm giác thoải mái hơn ấy, hơn là phải chờ đợi một cái tựa game lâu hay là lâu. So với cái mặt bằng chung bây giờ thì đây là một trong những tựa game hiếm hoi mà có thể phác họa đầy đủ được cái thế giới Pokemon và làm đúng với
Pokemon của ngày xưa vô cùng đa dạng về chủng loại cũng như tạo hình, giống với nguyên tác nhất, giống với cái bản anime nhất cho đến thời điểm hiện nay. Hơn là nhà phát hành, mấy cái nhà phát hành mới đưa ra những cái tựa game như là Game Boy, hay là Nintendo, PSP. Với việc là bạn có thể huấn luyện mấy con Pokemon của mình ấy, xong rồi chọn lọc ra con Pokemon nào ưu tú nhất. Đấy là khi nào mà các bạn có nhiều Pokemon thôi thì các bạn mới được chọn ra mấy con ưu tú nhất thôi. Chứ còn lúc mà ít như mình thì có con nào cho ra trận hết con ấy. Với việc này thì bạn sẽ có thể đi thách thức các game thủ ở trong server. Điều này thì mục đích của nhà phát hành ấy thì sẽ làm tăng tính PK giữa những người chơi ở trong game. Tuy nhiên là bây giờ ở trình độ còi thì mình vẫn chưa đủ để đi PK. Âm thanh cũng sôi động chứ, phù hợp. Yes, ván này chắc mình thắng thôi. Chả hiểu nộ là cái gì. Nộ. Đấy, chặn thì còn hiểu chứ nộ là cái méo gì. Ô, đừng có chết. Xử nó. Sao mình cứ thua đây? Con ngu này. Xử nó đi. Chết rồi. Xử nó đi. Vãi, thế mà mình thắng. Không thể tin là mình cũng thắng. Đấy, đấy là phụ bản. Còn bây giờ mình sẽ sang phần đấu trường cho các bạn xem. Ở đấu trường thì đây, cấp 20 thì bạn được tham gia vào top đấu trường, nhận danh vọng đổi đồ quý, thủy tinh tiến hóa này, thế giới ngược này. Ở đoạt bảo này thì bạn sẽ đi cướp bảo bối của mấy thằng khác. Nhưng mà hên xui. Đây nha, ví dụ như hai cái, một cái bảo bối thì bạn ghép được bằng 3 mảnh ghép. Xong rồi mỗi mảnh ghép thì bạn phải đi chiến một trận thì mới vào được. Đây, ví dụ như mình đi cướp của thằng khác cho bạn xem. Mình cái đấy thì mình chỉ cần cướp một mảnh nữa thôi. Đánh đi. Không phải là mình chiến thắng phát là được luôn đâu. Vì chiến thắng một cái xong rồi lại còn phải lựa chọn xong 3 cái hộp xem mình có hên xui may mắn được không. May được không thì thôi. Ôi ván này mình thắng chắc luôn. Con này cùi vãi. Đó, có 3 cái hỏi chấm này. Mình sẽ chọn một cái hỏi chấm xem có mấy cái mảnh ghép mình cần không. Mèo có vậy thôi. Lại phải đợi lần khác vậy. Shop này. Mấy cái này lúc thì miễn phí lúc không, tùy thuộc vào mình vào. À, bạn có thể dùng đồ lúc chơi nữa. Mấy cái đồ này cũng được hướng dẫn chi tiết rồi. Ví dụ như cái dương kia thì mở được trang bị trắng lục, quả hảo cam pet và nguyên liệu thần khí. Đó. Tuy nhiên màn hình này mình đánh giá có một cái là nó hơi bị rối rắm ấy. Cứ nhiều thứ quá mình nhiều lúc cũng chả nhận ra cái gì nữa. Tuy nhiên cũng rất là dễ thương đúng không? Các bạn có thể đào về và trải nghiệm nhé. Mình chỉ chơi thử để cho các bạn xem thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi cày tiếp tựa game khác vậy nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.